Xin chào các bạn, hôm nay tôi Trinh sẽ thay đất cây củ hoa sứ Thái này. Tôi Trinh trồng bằng hộp, trồng cũng khá lâu rồi, cái củ nó rất là cứng cáp và muốn cho nó phát triển lên thêm thì phải thay đất một thời gian, trồng một thời gian rồi thấy thay đất và thay thêm cái chậu lớn ra thêm một chút. Trước khi thay thì tôi Trinh lấy nó ra coi nó ra sao. Tôi Trinh sẽ lấy nó ra, cái củ nó khoảng nhỏ bằng cái vòng tay, cao khoảng 2 tấc. Hôm nay tôi Trinh lấy ra xem rễ nó ra sao để nuôi dưỡng nó. Đất nó cũng khô trước khi tôi Trinh lấy ra, tôi Trinh không có tưới nước để cho nó khô đất. Xem coi rễ nó ra sao. Rễ nó thì không được có phát triển mấy tại vì đất nó không. Rễ nó cứ như vậy, trồng cũng được mấy tháng không nhớ, cứ gieo hộp rồi để đó, muốn cho củ nó phát triển lớn to lên thêm thì mình phải lấy ra mình thay đất thêm một chút xíu phân vào. Rễ thì không có bị hư, trên này gió quá gió. Cái này tôi Trinh đem đi phơi nó lại. Rửa nước nó coi rễ nó ra sao. Rễ nó thành như vậy, cái hình dáng nó cũng hơi lạ, củ nó rất là tròn và xung quanh cái rễ dưới nó cũng xoáy tròn, nó có một cái nét rễ riêng của nó. Thì tôi Trinh rễ nó không có bị hư, tôi Trinh trồng luôn. Sau khi tôi Trinh rửa cái rễ và lấy ra từ cái chậu nhỏ ra để thay đất thêm phân cho củ sứ Thái của tôi, Trinh đã trồng bằng hạt và cái hình dáng của nó tròn. Rồi sau đó tôi Trinh sẽ cắt đó. Muốn cho nó củ nó to đó thì mình cứ thay đất thường xuyên,
vườn sen nó củ cho nó to dần rồi sau đó mình sẽ cắt ngang đây cho nó đâm chồi xung quanh cái chồi cho nó nhiều chồi nhiều nhánh. Hiện tại thì nó có một chồi thôi, nó dài. Tổ Trinh muốn cho nó có nhiều chồi thì Tổ Trinh cắt dùng cây kèm kèm cắt. Trinh sẽ cắt ngắn ngang đây. Củ này nó cũng già lắm rồi, tại vì ít có lần đầu tiên này là thay từ trồng hạt tới giờ là hôm nay là lần đầu tiên thay đất và thay chậu lớn lên. Cái chinh gọt thêm một lớp nữa cho nó mũ nó. Cái này nó cũng có mũ. Cây sứ cùi là mỗi khi mình cắt á, thì cắt ngang đây á, thì nó sẽ đâm chồi xung quanh nó. Sau đó tôi xin thay vào một cái chậu lớn một chút. Đây là chậu trước khi thay đó. Chậu nó nhỏ thì sau khi đó Tứ Trinh thay lên cái chậu lớn lên. Hiện tại cái phần đất này thì Tứ Trinh chỉ thêm phân một chút xíu phân thôi, không có nhiều, đất có ít thì thêm phân một chút xíu rồi sau đó mình thêm dần dần lên tưới nước. Không quá nhiều. Trong thời gian này mình cứ nuôi dưỡng rễ nó. Sẽ bôi keo lên cho nó đừng có khô cái nhánh. Tưới nước cho nó thấm đều đất và rễ. Trong giai đoạn này thì tôi chinh bỏ phân rất là ít. Tùy theo độ đất và cây nó. Nuôi dưỡng để cho rễ lên, nó tạo nên rễ đẹp, củ để cho nó củ nó to lớn ra và những cái tàn nó cũng xòe ra chia nhiều nhánh. Trong giai đoạn này củ này Tứ Trinh cũng lần đầu tiên cắt tỉa. Thank you.
Trinh đã thay đất thêm chút xíu phân và cắt cái cây củ sứ Thái ươm bằng hột của Tố Trinh đã hoàn thành, và chờ những ngày kế tiếp Tố Trinh sẽ quay tiếp tục cho các bạn xem, mọi người xem và để chia sẻ khi cây nó ra tỉa, mọc ra những cái nhánh mới.